Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi The new 2021 Sienna with hybrid power has an incredible 648-mile driving range. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi, 714-889-0777. Mua bất cứ khẩu phần combo nào tại tiệm McDonald's sẽ được một crispy chicken sandwich chỉ 1 đồng. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng Hello Sài Gòn TV. Tiếp theo là phần tin địa phương. Cảnh báo về gió Santana mạnh khô sáng thứ Tư ở Nam California. Một chung cư ở Santana bị 5 vụ trộm liên tục. Một người đàn ông bị ban cảnh sát bắn chết vì tình nghi nổ súng bắn một người, bắt một người làm con tin. Mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết sau đây. Sở khí tượng quốc gia cảnh báo gió Santana sẽ quay trở lại Nam California trong vài ngày tới, bắt đầu từ thứ Tư, 24 tháng 11. Theo Sở khí tượng quốc gia, gió Santana mạnh cùng điều kiện khô hạn sẽ làm tăng nguy cơ hỏa hoạn cho đến hết thứ Sáu. Báo động đó có thể hiệu lực từ 10 giờ sáng thứ Tư đến 6 giờ tối thứ Sáu cho phần lớn khu vực Nam California. Các quận của Los Angeles và quận Cam sẽ nóng nhất vào khoảng 71 độ. Với gió thổi vào chiều muộn và ban đêm, các thung lũng và vùng Inland Empire sẽ đạt mức cao nhất là 71 độ vào thứ Tư, với một số khu vực có thể thấy gió giật mạnh tới 50 dặm một giờ vào ban đêm. Dự kiến gió mạnh sẽ tiếp tục vào ngày lễ tạ ơn. Cảnh sát ở Santa Ana đang làm việc để giải quyết tình trạng gia tăng các vụ trộm tại một khu chung cư khiến cư dân ở đó sợ hãi. Ông Maria Lopez, đại diện cảnh sát ở Santa Ana cho biết, khu chung cư Villa Del Sol ở Santana đã xảy ra khoảng 5 vụ trộm kể từ ngày thứ Sáu vừa qua. Trong hai trường hợp đó, thì các nghi phạm đã vào nhà qua cửa chính hoặc là cửa sổ không khóa và táo tợn hơn là nghi phạm còn có hành động sờ mó hai nạn nhân nữ trong nhà. Ông Cesar Torres, một cư dân sống ở chung cư Villa Del Sol, cho biết ông đã hoảng hốt vì khi thấy tên cướp đang đứng gần giường, nhìn ông và giật mình thức dậy lúc 3 giờ sáng. Sau đó, kẻ trộm đã bỏ chạy mang theo nhiều món đồ, bao gồm tiền bạc, đồ trang sức, ví và sổ thông hành của chủ nhà. Cảnh sát tin rằng có thể có nhiều vụ trộm hơn liên quan đến cùng một nghi phạm. Cảnh sát nói rằng bọn cướp thường tấn công vào lúc sâu nửa đêm và nhắc nhở mọi người nhớ cẩn thận cài cửa vào ban đêm. Theo Sở Cảnh sát Pasadena, có hai người đàn ông đã chết vào hôm thứ Ba 23 tháng 11. Trong đó có một nghi phạm đã bắn chết một người đàn ông khác để cướp xe hơi và bắt một phụ nữ làm con tin. Nghi phạm này bị cảnh sát bắn chết. Cảnh sát cho biết kẻ tấn công và cướp xe là một người đàn ông khoảng 20 tuổi, chưa được tiết lộ danh tính. Thanh niên này bắt đầu hành vi phạm tội của mình vào khoảng 2 giờ 30 chiều bằng việc bắn một ông cụ khoảng 70 tuổi gần đường Orange Grove và Sunny Slope. Trong khi bỏ trốn, nghi phạm đã cướp một chiếc xe khác, nhưng cuối cùng bỏ xe chạy bộ khi cảnh sát đuổi đến. Trong lúc bỏ chạy với một khẩu súng trên tay, nghi phạm đã chạm trán và bắt một phụ nữ làm con tin. Vào thời điểm đó, cảnh sát đã bắn chết nghi phạm. Cảnh sát cũng cho biết, nghi phạm đã chết tại hiện trường, trong khi người đàn ông lớn tuổi bị người này bắn đã qua đời tại bệnh viện gần đó vì vết thương quá nặng. Cảnh sát cho biết cuộc điều tra đang diễn ra và không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Nhưng bất kỳ ai có thông tin, xin liên hệ với Sở Cảnh sát Pasadena theo số 626-744-4241. Một gia đình gồm hai vợ chồng và hai con nhỏ đã thiệt mạng ở Bắc California sau khi một người lái xe đi nhầm đường tông trực diện vào xe của họ trên đường Interstate 80 vào hôm ngày thứ Bảy vừa qua, ngày 20 tháng 11. Nạn nhân là vợ chồng Rickney và Antonio Montano, đều 29 tuổi, con gái Mariana 9 tuổi và con trai là Antonio Junior 5 tuổi. Riêng bé trai 4 tuổi là Julian ngồi trong car seat phía sau đã sống sót. Gia đình Montano sống ở vùng north của Highlands và ở Sacramento, thưa quý vị, gặp tai nạn khi đang trên đường đến Utah và Arizona để nghỉ dưỡng. Lực lượng tuần tra đường cao tốc California cho biết, một nhân chứng đã gọi 911 lúc gần 5 giờ sáng để thông báo về một tài xế chạy sai đường.
Vụ tai nạn liên quan đến 3 phương tiện xảy ra vài phút sau đó gần đường Eagle Lake ở quận Nevada. Vụ va chạm nói trên làm 2 người khác bị thương, trong đó thì có người lái xe đi nhầm đường, hiện vẫn đang điều trị tại bệnh viện. Người điều khiển phương tiện thứ 3 bị thương nhẹ. Các nhà điều tra chưa cho biết danh tính của người lái xe đi nhầm đường, nhưng cho biết rằng anh ta bị nghi lái xe do ảnh hưởng của rượu. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC đưa ra lời cảnh báo cho những người chuẩn bị làm món gà Tây là đừng rửa nó. Đó cũng là cảnh báo mà các chuyên gia an toàn thực phẩm của liên bang đã đưa ra hàng năm kể từ năm 2005. Lý do là việc rửa thịt sống làm tăng nguy cơ ô nhiễm chéo và có thể dẫn đến ngộ độc thực phẩm như Salmonella và Campylobacter. The CDC cũng nói những vi khuẩn như vậy có thể bị loại bỏ khi nấu chín kỹ. Để đảm bảo gà Tây được nấu đủ chín, có thể sử dụng nhiệt độ để kiểm tra xem các phần sâu nhất và dày nhất của nó, xem đã đạt tới 165 độ F hay chưa. Tuy nhiên, bất chấp những lời nhắc nhở hàng năm từ CDC và Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, 78% số người được hỏi tham gia cuộc khảo sát năm 2020 cho biết họ đã rửa con gà Tây trước khi nấu. CDC có các mẹo để làm con gà Tây đúng cách, như đầu tiên phải rửa sạch bàn tay của mình, kế nữa là sử dụng một thớt riêng cho gà Tây sống, thứ ba là không đặt thức ăn đã nấu chín hoặc đồ tươi sống lên đĩa, thớt hoặc bất kỳ bề mặt nào trước đây đã đựng gà Tây sống. Cuối cùng là rửa thớt, đồ dùng, bát dĩa và mặt bàn bằng nước xà phòng nóng sau khi chế biến gà Tây và trước khi chế biến món tiếp theo. Đây là một cái mẹo để mà rửa gà Tây mà khi mà chúng ta nấu gà Tây trong ngày lễ, ngày mai, ngày lễ Thanksgiving. Và quý vị nào mà chúng ta đang chuẩn bị gà Tây mà chúng ta mà thấy con gà mà nó dơ quá thì chúng ta cũng không nên rửa, hay nên rửa? Theo chị thì nên rửa hay không nên rửa? Theo Thảo Tiên thì như người Việt Nam của mình đa số là lúc nào cũng rửa thịt, cho dù thịt gì. Dạ, chính trước xác. Khi mà mình là chế biến, mà nhất là họ rửa bằng nước muối. Dạ đúng hoặc rồi. Hoặc là giấm. Đúng rồi, chính hoặc xác. Là rượu, cho nên cái đó là như đủ sát trùng. Dạ đúng rồi, như Lê Thái cũng vậy, khi mà Lê Thái làm gà Tây thì em cũng vậy, em hay rửa sạch bằng nước trước cho nó sạch máu, xong rồi mình lại rửa bằng rượu, rồi mình rửa bằng muối, mình chà sát muối phía bên trong, phía bên ngoài, thì em nghĩ rằng không có con vi khuẩn Salmonella nào mà nó sống nổi khi mà em rửa nó. Thật ra tại vì nhiều người ta chỉ ý là khi mà gà Tây đã được đưa ra bán rồi thì chắc chắn là ở trong những cái farm hay trong những cái chỗ đó, trong cái hãng người ta làm gà đó thì người ta đã rửa sạch rồi. Mà thật sự là chúng ta, em nghĩ là theo quan điểm cá nhân của Lê Thái thì Lê Thái sẽ rửa lại thật là sạch bằng muối thì em nghĩ là sẽ tránh được những cái bệnh về đường tiêu hóa. Thật ra họ sợ là gọi là cross contamination, có nghĩa là khi mà lấy con gà Tây ra nó vẫn còn dơ thì nó sẽ dính ra những cái thứ bên cạnh. Đó, gọi là lây nhiễm chéo giống như hồi nãy. Và ngày mai nữa thì là chúng ta sẽ đón ngày lễ Thanksgiving, rồi là ngày lễ tạ ơn. Và sau show này thì Lê Thái và Thảo Tiên cũng sẽ chúc quý vị có một ngày lễ tạ ơn vào ngày mai thật là vui vẻ bên gia đình, những ngày cuối tuần thật là dài ha, để chúng ta bắt đầu một những cái ngày lễ cuối năm thật là vui vẻ và chúng ta đón chào Christmas cũng như là năm mới, đúng không chị Tiên? Vâng. Và xin kính chào tạm biệt.